Touré. Còn với đội tuyển Tây Ban Nha thì còn nhiều hơn thế rất nhiều. Van Persie! Bất ngờ đã đến khi người Hà Lan có được bàn thắng gỡ hòa. Đầy cảm hứng với cú chạm bóng của Van Persie, người đã vô cùng hờ hững trong những phút đã qua. Bây giờ thì các cầu thủ, một tình huống rất nhanh, một tình huống diễn ra có lẽ là ngoài sự tưởng tượng của các cổ động viên và các cầu thủ Tây Ban Nha. Nó diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Chẳng hề có lỗi việt vị khi mà Van Persie đã di chuyển hợp lý từ phía dưới vị trí của Sergio Ramos. Tốc độ bứt phá là rất tốt. Còn đường truyền mở bóng bằng chân trái vừa rồi của Daley Blind thực sự là một